Trong ngày 30 tháng Chạp, khu vực tỉnh ít mưa, nền nhiệt vừa phải, vài nơi có sương mù nhẹ, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm. Thời tiết chủ đạo này sẽ duy trì trong 3 ngày tới, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động du xuân. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh, đêm nay 21 tháng 1 và ngày mai 22 tháng 1. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc đêm không mưa, nhiệt độ 23 đến 25 độ, ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ 30 đến 32 độ. Độ ẩm 71 đến 76%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng yếu, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 26 độ, ngày nắng, nhiệt độ 28 đến 30 độ. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Hải Giang vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 5, cấp 6 và cấp 7, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 1 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 420 cm, vào lúc 0 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 55 cm, lúc 8 giờ 15 phút. Chỉ số kết quả quan trắc về độ ô nhiễm bụi, khói, khí thải trong ngày ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều đạt tiêu chuẩn quốc gia, nên mọi người an tâm thoải mái tham gia hoạt động đón năm mới. Với ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 21 tháng 1 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 29, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vẫn duy trì ở mức tốt với chỉ số AQI là 9. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc đường ngã tư Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 13.